thưa quý vị, hàng trăm Santa chạy bộ cho từ thiện, tin từ Mạc Tư Khoa Nga. Hơn 1.000 Santa đã chạy bộ ngang qua những con đường của thủ đô Mạc Tư Khoa trong một sự kiện nhắm vào để quyên tiền đóng góp cho các bệnh xá trẻ em. Ăn mặc trong những bộ trang phục màu đỏ và trắng của ông già Noel, những người tham dự đã bất chấp thời tiết lạnh lẽo và nhảy nhót đi tìm hơi ấm trước khi sự kiện bắt đầu. Sự kiện này đã được tổ chức bởi một câu lạc bộ thể thao, một tổ chức từ thiện và một trung tâm triển lãm. Ghi danh cho sự kiện này có giá là 800 rút tức khoảng 11 mỹ kim và người tham gia được trao trang phục Santa trước cuộc đua. Một người tham dự là Nastia nói rằng họ có mặt vì muốn làm một điều tốt đẹp và thêm nữa, năm mới đang sắp đến. Trước khi bắt đầu, những người chạy bộ có thể chọn lộ trình của 5 hay 10 cây số hay không cần phải chạy. Những người không muốn chạy được gọi là Lazy Father Frost, cha tuyết lười biếng, nếu họ đóng tiền lệ phí và cũng nhận được một huy chương ảo. Father Frost là ấn bản ông già Noel hay Santa Claus của Nga. Tất cả số tiền thu được từ cuộc đua và những đóng góp khác sẽ được xung vào quỹ hỗ trợ cho các bệnh xá trẻ em tại Mạc Tư Khoa. Số tiền trên cũng được dùng để mua quà cho những bệnh nhân trẻ, người sẽ được chính ông già Noel mang đến vào ngày 25 tháng 12. Quỹ từ thiện Hospice Vera, một trong những người tổ chức thành lập vào năm 2006 và đã được đặt sau tên của Vera Milian Shikova, người sáng lập Moscow Hospice Number no. 1.